Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Đại muốn ghẹo hay muốn bắt nạt bà Đào Hồng Lan. Lâu nay Bộ Công an và Bộ Y tế là hai chuyên ngành hoàn toàn khác nhau, vốn nước sông không phạm nước giếng. Bộ Công an với nhà tù khổng lồ nhốt không biết bao nhiêu người, không biết bao nhiêu phạm nhân, vào là người khỏe mạnh thì ra tù là người đầy bệnh tật, thậm chí bỏ mạng ở đây. Cũng lắm người khi vào là sống và khi ra khỏi trại giam chỉ thành cái xác không hồn. Ở một phía cạnh nào đó, Bộ Công an và Bộ Y tế có nhiệm vụ trái ngược với nhau. Có lẽ khi Bộ Y tế cần đến Bộ Công an tham gia là lúc quan chức ngành y tế dính vào tội hình sự như lập các phòng khám chui gây chết người hay tội tham ô như vụ Việt Á. Đấy là những vấn đề mà Bộ Công an có thể can thiệp vào Bộ Y tế. Còn về vấn đề chuyên môn thì Bộ Công an không có quyền. Ấy vậy mà mới đây đã xuất hiện một đề xuất Bộ Công an đảm nhận chuyên môn của Bộ Y tế. Đây là hình ảnh bà Đào Hồng Lan, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam. Vào ngày 21 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lấy ý kiến về dự án luật khám bệnh, chữa bệnh đã sửa đổi. Bà Nguyễn Thúy Anh cho hay một số ý kiến đề xuất giao cho Bộ Công an cấp đình chỉ thu hồi giấy phép hành nghề với nhân viên y tế thuộc thẩm quyền. Không hiểu Bộ Công an có ai hiểu về ngành y và cách vận hành của ngành này không mà thay cho việc của Bộ Y tế đến như vậy. Có thể nói, đề xuất Bộ Công an cấp chứng chỉ hành nghề cho bác sĩ hay nhân viên y tế nói chung là trường hợp chéo ngoe. Người ta không biết ông Tô Lâm lại có ý gì khi ông muốn giành lấy công việc của Bộ Y tế về cho Bộ Công an. Đề xuất này lại là một đề xuất chưa từng có trong quá khứ. Không biết ông Tô Lâm sẽ nghĩ sao về nó đây? Hay ông nghĩ bà quyền Bộ trưởng Bộ Y tế là người không có chuyên môn ngành y, cũng quản lý được ngành y thì Bộ Công an không có chút hiểu biết gì về y tế cũng làm được điều đó? Với đề xuất này có vẻ như ông Bộ trưởng Bộ Công an đang lo chuyện của người khác. Đối tượng của ngành công an là tội phạm, đối tượng của ngành y là bệnh nhân. Hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, mà sao Bộ Công an lại chọ mũi vào chuyện của ngành y? Đó là một câu hỏi rất lớn mà nhiều người đang cần lời giải thích từ ông Tổng Bí thư, Bộ Chính trị và các ủy viên Trung ương về việc điều hành đất nước lộn xộn như thế. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Có ý kiến cho rằng có lẽ ông Tô Lâm muốn ghẹo bà quyền Bộ trưởng xinh đẹp nên muốn đá lộn sân. Tuy nhiên, theo nhiều quan điểm của biên tập thì đây là hành động lạm quyền của ông Bộ trưởng. Nói ông Tô Lâm bắt nạt bà quyền Bộ trưởng thì có lẽ hợp lý hơn là ghẹo. Như thông tin đã đưa, thế lực của ông Bộ trưởng Tô Lâm trong những ngày cận hội nghị Trung ương 6 đang lên rất mạnh. Ông coi thường cả ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính thì việc ông chen ngang vào công việc của bà Bộ trưởng khác có thể đây là dấu hiệu của sự lộng quyền. Nếu ông Tô Lâm mà nắm chính phủ hoặc ban bí thư thì ông sẽ bất chấp luật pháp và kể cả luật của đảng. Bộ Công an hiện nay chính là công cụ đắc lực cho ông Tổng thực hiện chiến dịch đốt lò. Khi ông Tô Lâm được hữu dụng thì cũng có thể hiện bản thân sắp tới. Và có thể sẽ còn nhiều quan chức cấp ủy viên Trung ương Đảng sẽ rơi vào tay Tô Lâm. Đây là hình ảnh Bộ Công an đang muốn xen vào chuyện của Bộ Y tế. Việt Nam cần phải vận hành có kỷ cương. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu đảng thì ông cần phải thực hiện cho được kỷ cương phép nước. Ông Trọng dựng lò lên để đốt tham nhũng, mục đích là để quảng bá rằng Đảng Cộng sản của ông cũng có kỷ cương, chứ không phải là vô thiên, vô pháp. Và ông cũng làm cho không ít người tin vào điều đó. Tuy nhiên, ông Tổng Bí thư dường như đang giấu đầu thì lại lòi đuôi vì đã nuông chiều quá mức đối với ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ông Trọng cũng cần dùng quyền lực trong đảng để hạn chế lại sự coi thường kỷ cương của ông Tô Lâm. Nếu không làm được điều đó, nỗ lực bao năm nay của ông cũng chẳng có giá trị gì. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin giữa lúc hiểm nguy bủa vây, Chủ tịch Phúc lại đi gặp cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Điểm gì? Chiếc ghế của ông Chủ tịch nước ngày càng căng, phe tổng thì cứ thúc ép. Trông tài liệu về sự sai phạm của người nhà ông Chủ tịch Phúc thì cứ ngày một dày thêm. Phe ông Tổng đang tổng tấn công chiếc ghế Chủ tịch với cường độ dường như rất mạnh. Ông Tô Lâm chịu trách nhiệm cấp đạn cho ông Tổng
bắn phá. Đây là hình ảnh Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc sẽ sang Nhật. Người ta là nhóm có ban có bệ hẳn hoi, còn ông Chủ tịch Phúc thì chơ vơ một mình. Tình cảnh của ông Chủ tịch Phúc hiện nay còn khó hơn tình cảnh của ông cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước đây 5 năm. Khi ấy, ông Quang cũng chịu sức ép rất lớn từ phía ông Tổng, nhưng ông Quang ỷ lại Bộ Công an là hậu phương vững chắc. Cuối cùng, ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng không giữ được mạng và mất ghế. Có nhiều sự tương đồng giữa cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đương kim Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ông Quang cũng lên chiếc ghế Chủ tịch nước khoảng gần 2 năm là gặp sóng gió, thì ông Chủ tịch Phúc cũng y hệt như vậy. Tuy nhiên, có điều khác là ông Chủ tịch Phúc hoàn toàn có thể rút ra bài học từ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đã có thời gian khá lâu, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chưa có chuyến đi công cán nào ở nước ngoài, làm cho trong nước rộ lên tin đồn rằng ông Chủ tịch nước bị loại quản thúc. Đến khi đám tang nữ Hoàng Anh mới đây, ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cũng không đi mà cử Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đi thay. Có lẽ lần này ông Chủ tịch Phúc đi Nhật là để chứng minh cho dư luận rằng lời đồn về việc bị quản thúc là sai trái. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều ngày 22 tháng 9, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự lễ tại quốc tang cố Chủ tịch nước Nhật Bản Abe Shinzo tại Nhật Bản từ ngày 25 đến 28 tháng 9 năm 2022. Đây là hình ảnh cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã bị tắt giữa nhiệm kỳ. Lần này, ông Nguyễn Xuân Phúc ra nước ngoài là chuyến đi công vụ. Khác với ông Trần Đại Quang trước đây, ông Quang ra nước ngoài cũng sang Nhật là đi chữa bệnh vì hậu quả của vết thương chí mạng mà ông tham gia đấu đá tại Việt Nam vì cố bám vào chiếc ghế và không chịu cáo bệnh về vườn theo yêu cầu của đối thủ. Chuyến đi Nhật của ông Quang là tìm kiếm sự sống, nhưng vừa rồi ông cũng không thể sống nổi và mất tất cả. Chuyến thăm của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng là nghi lễ, sẽ khó có cuộc gặp gỡ bàn bạc nào về vấn đề quốc gia đại sự cho Việt Nam, bởi vì trong quốc tang ít ai bàn về vấn đề làm ăn giữa các quốc gia. Và lại, vai trò của ông Chủ tịch nước Việt Nam cũng chỉ là bù nhìn. Bàn vấn đề làm ăn giữa các quốc gia, ông Thủ tướng đóng vai trò lớn hơn rất nhiều. Đi thăm đám tang, rồi ông Chủ tịch Phúc về lại nước và phải chống chọi với những cơn sóng ngầm đang nhắm vào ông để truất phế. Cũng có ý kiến cho rằng phe ông Tổng đã áp lực ông Chủ tịch nước phải ra nước ngoài trong những ngày quan trọng trước hội nghị, nếu ông Chủ tịch nước không thể lo liệu chống đỡ Trung ương cách đối phó với những tấn công đang nhắm vào ông và những đệ tử của ông phía dưới. Không biết có áp lực buộc ông đi hay không, tuy nhiên trong lúc ông cần phải ở Việt Nam để chuẩn bị cho công việc đối phó thì ông lại ra đi. Thật là bất lợi cho ông, và hiện nay ông Chủ tịch nước cũng đang yếu thế trước thế lực liên minh giữa ông Tổng và ông Tô Lâm, mà phía kia lạm dụng tình hình một cách hết sức khôn khéo thì e rằng số phận của ông cũng sẽ lại giống Trần Đại Quang trước đây. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang vất vả chiến đấu để giữ chiếc ghế của mình. Nhật Bản là nơi có duyên với khá nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam muốn đến đây để chữa bệnh. Ông Trần Đại Quang, ông Võ Văn Thưởng và ông Đinh Thế Huynh cũng từng đến Nhật để chữa trị. Đã có những người mất mạng, có người thì mất trí và cũng có người được chữa khỏi. Có lẽ ông Chủ tịch Phúc khi về Việt Nam cần khấn vái thần linh để đừng trở lại đất nước đó một lần nữa. Nếu ông Chủ tịch Phúc trở lại lần nữa thì e là không phải là chuyến đi công vụ, mà là chuyến đi để giành lấy sự sống.